Review kem che khuyết điểm Maybelline Fit Me từ lâu. Kem che khuyết điểm được xem là vật dụng thần thánh giúp chị em nhanh chóng xử lý những khuyết điểm không đáng có trên da. Trên thị trường mỹ phẩm chưa bao giờ hạ nhiệt, kem che khuyết điểm Maybelline Fit Me Con Ale vẫn luôn nhận được sự quan tâm và tin dùng của phái đẹp trong suốt nhiều năm qua. Điều gì làm nên sức hút đặc biệt của sản phẩm này? Cùng mình khám phá nhé! 1. Giới thiệu. Maybelline New York là một trong những thương hiệu mỹ phẩm bình dân đình đám nhất trên thế giới tính, trực thuộc tập đoàn L'Oreal, được thành lập vào năm 1917. Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm của Maybelline đã có mặt trên 120 quốc gia. Maybelline không ngừng cải tiến và mong muốn mang đến những sản phẩm sáng tạo, chất lượng nhưng vẫn dễ tiếp cận và dễ sử dụng dành cho phái đẹp trên toàn thế giới. Sự khác biệt tạo nên thành công của Maybelline đến từ những sản phẩm tạo nên phong cách trang điểm mới mẻ, hợp với thời trang cũng như nhịp sống sôi động của thành phố New York và trên toàn thế giới. Nói Fit Me là con cưng của Maybelline thật không quá, khi dòng sản phẩm này liên tiếp đứng trong top những sản phẩm trang điểm du to re được yêu thích nhất nhiều năm liền. Mỗi một sản phẩm Fit Me đều phản ánh đúng tinh thần phù hợp với người sử dụng bởi chất liệu, chất lượng sản phẩm cùng với đó là giá thành hợp lý cũng như cách sử dụng đơn giản đến mức không tưởng. Tại Việt Nam, Maybelline Fit Me Con Ale gồm 7 tone màu phù hợp nhất với làn da người châu Á, bao gồm 5. Evoji, dành cho da siêu trắng có thể sử dụng như highlight dạng kem. 10. Light, dành cho da trắng sáng. 15. Fe, dành cho da trung bình sáng. 20. San, dành cho da trung bình. 15. Medium, dành cho da trung bình tối. 30. Honey, dành cho da ngăm. 40. Caramel, dành cho da ngăm hơn có thể sử dụng như sản phẩm con dạng kem. 2. Bao bì, thiết kế. Thiết kế sản phẩm khá đơn giản và không có nhiều khác biệt với các sản phẩm kem che khuyết điểm khác trên thị trường. Dạng ống thuôn dài với đầu lông vắt gắn liền với nắp lọ, dễ dàng apply lên da. Dung tích 6,8ml. Thông tin về màu sắc và sản phẩm được hiển thị rõ ràng trên phần thân của sản phẩm. 3. Công dụng. Có thể che phủ được quầng thâm mắt, thâm mụn. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ dàng tán đều bằng tay, bằng cọ hoặc bông mút. Thành phần không chứa dầu, phù hợp với mọi loại da. 4. Thành phần. Glycerin, cấp ẩm và giúp duy trì độ ẩm để làn da bạn luôn mềm mịn. Titanium dioxide, có tác dụng bảo vệ da khỏi tác động xấu từ tia UV cũng như những tác hại khác từ môi trường xung quanh. Tocop Hezo, vitamin E, có tác dụng chống oxy hóa hòa tan trong chất béo, là nhân tố hạng A trong việc bảo vệ da an toàn khỏi sự phá hủy collagen của các gốc tự do. Nhờ vậy mà làn da luôn được chắc khỏe, tươi trẻ. Chamomilla Zecutita, Matsicaria Flower Extract, thành phần giúp chống viêm siêu hiệu quả. 5. Ưu nhược điểm. Ưu điểm. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ apply hay tán đều lên da khi sử dụng. Có thể sử dụng che lấp cho quầng thâm mắt, thâm mụn, bắt sáng và tạo khối. Mang lại cho da một lớp nền khá tự nhiên, bắt mắt. Che lấp những nếp nhăn cho vùng da dưới mắt. Kiềm dầu khá tốt và không gây khô da. Giá cả ở mức bình dân và dễ dàng mua ở nhiều nơi. Tone màu phù hợp với làn da của người Việt Nam. Nhược điểm, kém bền, không giữ được quá lâu trên mặt. Kết cấu mỏng nhẹ nên khó che lấp những khuyết điểm có màu đậm như đốm sạm, vết thâm nám hay tàn nhang. Dễ bị lem nhem ra bên ngoài lọ trong quá trình sử dụng. 6. Trải nghiệm bản thân. Với chuỗi deadline cứ ngày một dày đặc thì việc thức khuya là điều không thể tránh khỏi và quầng thâm mắt cũng không thể biến mất được. Mình tìm đến kem che khuyết điểm như một vị cứu tinh thần thánh trước khi ra khỏi nhà. Nghe rất nhiều người recommend re về Fit Me Con Ale của Maybelline, mình cũng mua thử để xài xem có như lời đồn hay không. Sau thời gian sử dụng cũng không quá dài, mình thấy em ý có kết cấu khá mỏng nhẹ, không gây bít tắc cho da, lại còn kiềm dầu khá ổn. Hơn thế nữa, giá thành cũng cực êm. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ nên em này rất dễ tán và vô cùng phù hợp để che lấp quầng thâm mắt. Đối với vết thâm mụn thì mình thường layer khoảng 2 lớp để có thể che phủ tốt nhất. Vì Fit Me Con Ale mỏng nhẹ và tệp vào da nên bạn cũng có thể chỉ cần xài kem che khuyết điểm và phấn phủ là xong cho phần nền rồi. Nếu so sánh về độ bền màu với Level là một sản phẩm du to re thì Fit Me Con Ale cũng không đến nỗi quá tệ. Chẳng hạn như làn da hỗn hợp thiên dầu của mình, em này có thể bám chừng 5 đến 6 tiếng trên da nếu ngồi phòng máy lạnh hoặc khoảng 4 tiếng nếu ở ngoài trời nắng nóng. Nhưng cũng không quá đáng lo, mình có thể dễ dàng tót, áp lại ngay nên luôn thủ sẵn trong túi để sử dụng khi cần. 7. Các câu hỏi thường gặp, sản phẩm mua ở đâu? Sản phẩm này khá phổ biến nên bạn có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng mỹ phẩm, các trang thương mại điện tử. Mình để link bên dưới cho bạn nào cần nhé. Sản phẩm này phù hợp với loại da nào? Sản phẩm này có thể dùng cho mọi loại da các bạn nhé. Nếu bạn cũng đang tìm một em che khuyết điểm hiệu quả, thì Fit Me Con Ale của Maybelline sẽ là một lựa chọn đáng để thử đấy.